Hello tất cả mọi người. Hello. Gì? Con 5 ngày gì? Còn 5 ngày nữa Ryume, hình như là vậy. Hình như là 5 ngày nữa Ryume ra khỏi kho báu hay sao á. Hình như là vậy. Chú hú. Để dành tiền mua bùa rác cho chả. Nhân đồ của mình. Số của mình thả tóc mà. Đây là lựa chọn không thể tùy thời chút nào. Hello Minh Quân. Anh định tính ra nhìn thấy con kìa. Hello. Không ông ơi, mai mốt đi, mai mốt tôi sẽ chơi game đó. Ok rồi, đâu phải bị bội gì, mai mốt tôi chơi với ông bg luôn cho ông coi sợ gì. Victor Crown. Đang chơi game mình ngon lành. Mày cứ bắt rồi. Bình tĩnh chút đi. Calm down. Ok. Mai nha ông. Mai chắc chắc cũng chơi game đó. Sự mùa mai. Chắc có thể là mai. Hoặc là mốt. Mai. Ok. 3, 2, 4 nha. Bố á. Mai. Bye bye. Vả kết. Bye bye. Chú bảo anh thử người á.
Rồi hết. Quá hay. Hay quá anh ơi. Rốt cuộc team yếu có rừng luôn này ba. Bạn phục, bạn phục. Ủa nó đâu FK? Ờ nó FK. Lệch rồi. Phải đi solo thành công, nó cần được 2 thằng. Hay. Rồi ở dưới có 3 thằng mà không nó lại 2 thằng. Tem ơi, là tem về hộ cái. Thề lời mấy nó ngu kinh khủng. Chào mấy anh, cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi. Ok, hết ván em ơi. Hết ván nha, đợi anh một tí. I guess I'm not in Gotham anymore. Thủ dâm nè. Hụt rồi. Hụt rồi. Miếng nó đời. Hụt rồi. Oh yeah, mày mất ulti. Oh yeah. Trời, tem ốc gì trời. Lúc anh bật chat mà anh đâu có tắt chat đâu em. Một thằng. Mí tim kìa. Không chưa. Tao biểu mày đi về. Keep my watch on you. Aha!
Thằng Van Heel nó ngu quá, trời ơi. Trời. Bóp ngu hộ tao cái Van Heel ơi. Mày ngu quá. Hay. Chiêu à. Chiêu tuổi là tuổi lờ. Shut down. Ôi được cơ mà thằng kia. Mày ốc cướp à. Tôi lên nó lại về. Đời. Lo rồi bốc hơi. Ê. Hello, 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 Sử Nhi, hello, bỏ, hello, Khoa. Lên đây. Rừng nó ốc rồi. Ok. Hello. It's me. Team còn nghĩ đi. 12-1. Cánh tới năm sau không được nữa. Mày đừng có solo. Thằng AD nó là AD mà nó cứ đứng ở trên kiểu như nó là cái kiểu sao ta. Không anh, không, mình không đâu đây nha. Mình cứ bạn giữa mùa rồi nó đóng anh nè. Chứ bây giờ là xác định á. Đột răng phải phèo đó nha. Bây giờ đừng nên đấu răng. Rồi xong chết. Tí được mấy thằng ốc không trời. Có bò gì không à? Đủ bốc hơi. Ghét bốc hơi là đây. Ôi không ghét nó kìa. Nó xanh vậy. Ghi ghi ghi. Vô cơ. Trời ơi là trời.
chết mày mày đi. Đâu lâu đeo nó ra rồi. Đâu đeo nó ra rồi. Ôi sao nó biết gì? Hắc map à, mày hắc map à, mày hắc map. Ủa sao nó biết được tôi đứng đó? Sai sai nhỉ? Chín mươi chín phần trăm rìu nó FK. Giết nó, giết được con Vanille đó, giết được con rồi, mấy nó cần. Lên luôn em ơi. Mày lên hộ kêu còn gì đâu không à. Tôi lên có ghi đâu nó lại ở nhà. Biết tem là đây. Biết tem. Mày đừng có solo với nó hộ tao cả. Win đi, win nhanh đi. Win đi, lớn hơn. Finish mày không có ngọn. Rồi, xong. Ơ, xong rồi. Ủa gì? Phê. Cái này tôi gắn đau cả lưng ấy win được mi tiền phí cho thằng phí cho thằng nào ta à phí cho con lâu đưa eo nó xanh kinh khủng à, gặp team mình còn FK nữa tôi gắn mình gánh mỏi cái lưng. Không phải gọi là ốc không mà nó gọi là kiểu như là não của nó không phải là não người mình nó lợn á nó là không phải là người nó từ trên rừng đi xuống mà ông hiểu không anh em nào vào chơi không anh em vào chơi không ông hiểu tiếng Việt không? Nếu như ông muốn kết bạn thì ông gửi cái tên của ông qua cái Facebook của tôi thì tôi sẽ nhận và tôi sẽ kết bạn, ok? Ông gửi cái link của cái tên của ông á, cái tên trong game á, ông gửi qua Facebook. Như ông nhắn tin của tôi với tôi ông gửi qua đó rồi tôi sẽ kiểu như là sao chép rồi tôi vô đây tôi dán nó ra và tôi sẽ kết bạn với ông, ok? Giờ sao? Chứ bây giờ tôi không biết được cái chỗ đó. Cứ đã anh và Batman thôi. Mấy bạn cứ yên tâm để mình gánh. Kết bạn rồi không? Bị khùng mà. Kết bạn rồi. Mấy em bỏ gaming đó, nãy mờ đó. Fuck, tôi không biết được. Tôi không biết được. Ông gửi cái công ông gửi quen cái Facebook của tôi đi. Không hiểu tiếng Việt à? Tự nhiên tôi đâu có nói tiếng Hàn đâu. Gì trời?
cái chữ đó là chữ gì trời? Tôi không biết. Không được. Phát. Biết làm sao? Kết bạn rồi. Ông tu lại ông mày coi. Ông tu lại đi. Ông bị ấm đầu à. Không ai hả? Đưa coi là hồi nãy tôi mời ông lên tên là vợ game biên kết bạn rồi, cái mặt là mặt con mai lóc. Ok, keep to the shadows. What the fuck xem như nèo biết biết rừng là đây ấy đi ra em hả? Thằng nào đối mặt đâu? Thằng nào đối mặt với chế đâu? Thằng nào đánh kia đi đường kinh công. Có bị gì không vậy? Trời ơi, về đi ra. Lại fit đời. Bất công quá. Chào anh. Ôi! Ôi trời ơi. Mẹ mày. Sinil, cái tên khó đọc à? Sinil. Ủa tìm bạn ai rừng vậy? Mobile Việt, tiền đô la. Skirt à? Tại sao là vậy? Tại vì nó là vậy cho nên cái là tại sao là vậy? Ok. Bạn có hiểu mình đang nói gì không vậy? Chắc là bạn không hiểu rồi vậy. Bạn hiểu tiếng Việt không vậy? Mình tên thắng nha bạn. Rồi. Khỏi về. Time to end this little game. Justice into the shadows. It's full power. Này cố gắng thôi. Ê, không ăn được mạng con sếp. Nó không tư chuẩn. Xenia. Ô tôi biết tên đọc rồi, Xenia. Ủa ok hả? Xenia. Về. An ally has been defeated. Thôi bỏ đi ông. Bỏ đi nha. An enemy has been defeated. Chúng ta không nên bày về những chuyện không phải của mình. Ok baby. An enemy has been defeated. Chừng này các bạn cứ để mình gánh. Bạn cứ yên tâm. Để chồng chất lên cái vai của mình. Không có gì đâu. Các bạn cứ yên tâm. Kéo lên đi găng.
time to end this game. Nó làm ngon quá. Ui trời ơi, thơm thơm thế. Thề luôn mẹ. Hello Duy Khe Bùi, chào em, chào bạn, chào anh, chào ông cố, chào ông nội. Everyone. Hello, hay quá. Ôi gì không trúng trời. Ôi, ôi, ôi. Anh bị gì vậy anh? Anh bị gì vậy anh? Hí, ê hí. Mày mô bé Việt. Này thì mô bé Việt. Về đi bạn. Ngon chim. Thằng nào giết em tao, thằng nào quýnh em tao. Tới đây. Mày tới đây, mày tới đây. Mày tới đây. Một thằng. Rồi không ăn được. Ô! Ô! Hai các bạn vẫn cứu được. Ôi thôi 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 thôi. Ông có thể kiểu như là kiểm tra lại đó của ông được không? Hồi ông bay rồi ông sẽ quay lại ông chào. Đúng không? Nó luôn luôn đúng. Cái thằng này nó bị cái gì vậy? Mày rảnh quá ha. Em ơi, anh tới đây. I'm coming. Ultimate. Nhanh, nhanh. Ok ok ok. Cố 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 đi, cố đi, đang tới, đang tới, đang tới. An ally has been defeated. Chết chém rồi. Mày, hai bọn mày biến về cho tao. Mày thì biến về. Mày thì biến về. Thằng nào nữa? Thằng nào đánh thằng ra đâu? Cứ alo anh tới. Ai là miệng ông chắc lâu đầu với ông hàng ngày quá ha. Tôi nói thiệt luôn á. Tôi là vừa live stream, ông là người coi thôi á. Tôi là cảm thấy lâu đầu rồi á. Kinh công. Hello Thanh Trần Phương. Hello hello. Time to end this little game.
chết, không có nổi. Hay. Cho tao farm cái đi. Không có. Mày cướp cái đồ của tao, mày phải trả giá, mày hiểu không? Mày phải trả giá. Ok, bitch. Mày nhây với ai chứ, mày nhây với tao là mày sai lầm rồi con à. Đừng nha. Đừng làm những điều dại dột nha. Mày hết bù xanh chưa? Mày hết rồi đúng không? Để chúng tôi ăn. Ôi xin tệ quá. Bọn mày đánh đi, tao khéo biết, tao éo biết. Ủa tôi có kêu là tôi không cho ông chơi với tôi đâu. Quan tâm. Xin bạn ốc á. Xin bạn mát ốc luôn. Van Heo hình như đã điều thuyền là nó AFK rồi. Hình như là gì? Win. Oh yeah. Xin lời. MVP là tôi chứ ai. Yes, Oliver. Oh yeah. Bye bye. See. Never see you. Chơi gì là chơi gì bạn? Đây mình hết bán rồi nè, ai vào thì mình đưa ai đi phòng cho vào nha. Batman nha. Ok, ông muốn chơi này cross đi. Bye.
Không ông ơi, bây giờ nó hạn là chết luôn nè. Anh đi vào đây nha. Cứ đợi cờ giữa mùa. Hello, hello, hello ông. Dạ. Anh em vào thêm không? Còn anh em nào không? Đồng bào dân tộc thiểu số đâu? Anh em không phải thiểu số cả. Ông rờ lại cái chén của ông đi nha. Rờ lại cái chén nha. Cái gì ông ghi mật kích? Cái gì ông? Đu. Đu 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 đu. Trời ơi, một tháng mấy mới tháng 1 à trời ơi. Trời ơi trời. Tháng 3 tôi mới được lấy nít. Ê hô hô hô. Buồn vãi. Tháng 3 tôi mới được lấy nít. Nít tâm huyết của tôi mẹ nó. Nít cơ mà. Bây giờ mình cày thuê rồi lại rồi nha mọi người. Mọi người có thể inbox với Facebook của mình. Ok. Gì ông ơi? Phải lần này thiệt. Đóng mặt bên ngặt rồi. Thiệt. Finish him. Ông này ông chơi hình như ông chơi bằng máy tính. Đúng rồi, ông chơi bằng máy tính. Tiểu cho mày. Đơn giản là tôi thích. À tao ăn kinh nghiệm vậy thôi. Đơn vậy thôi, vậy thôi, vậy thôi. Sorry bạn nha. Có ba bạn. Mày đánh ai vậy? Léo. Léo quen cái tật. Biến ngon vậy, 2k6 vãi. Thanh niên 2k6. Cút, mày quay lại với ai vậy? Mày nhai với ai vậy? Quen cái thói. Lì lợm. Ôi mày hụt đống băng rồi nha con. Ôi sao mình đứng yên vậy?
bạn cả nick game. Ông có thể viết dấu được không? Viết không dấu tôi không hiểu. Thì là vậy. Ôi giời ơi. An ally has been defeated. Thiệt luôn á mấy ông à. Trong vô tranh hơn chục người nó bay vô. Hay. Tôi còn cơ thì bay vô. Để tôi cứu nó. Tôi chết luôn. Yeah. Bạn ơi nó còn hết máu rồi bạn ơi. Bạn ơi bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh đi bạn ơi. Hello Tài Nguyễn. Mày. Bậy rồi con. Ôi cái gì vậy? Sao lại như thế? Scott ở trong bụi nè. Scott ơi. Ủa? What the fuck? Mày, tao thách mày vô mày đập trụ rồi, chết che mày rồi. Xác định với mày luôn nha. Ôi, uổng ulti vậy. Mấy đầu óc. Trên trời dưới đất không? Chơi bye bye ngủ đi. Good. Bố mày yêu cho mày đi. Không chửi nha bạn. Cẩn thận có nhiều người block bạn nha. Ủa yếu đấy. Hay. Băng trụ luôn hay quá. Trời ơi. Nít này á hả? Nó lạ tôi rất là nhiều nít nha. Nít cao nhất của tôi là kim cương. Bây giờ nó tụt xuống mặt kim rồi. Nít này mới bẹt à. Phải chụp kích này. Ông có nội. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Lên luôn bạn ơi. Né luôn nè. Mày. Mình không có nít bạn ơi ơi. Bại đi về. Ôi. Trời yếu kìa.
nó nói nhiều nick. Nhiều nick nhưng mà có nick bị khó, có nick tùm lum á. Với lại ông là người tôi mới quen cho nên là tôi không thể cho nick được. Ok. Ví dụ như chừng nào ông cho nó như là mới quen đúng không? Mới gặp đúng không? Nếu như ông đưa cái sổ đỏ của nhà ông ấy, ông đưa cho tôi thì tôi sẽ cho ông cho nick luôn. Không cần phải mượn, ok. Cút. Bạn ơi, bạn. Mày. Ui. Đau quá. Ôi trời ơi, trời. Hello anh em. SCM Motor. Thank you nha. Cảm ơn chuyên nghiệp. Thank you bạn. Thank you. I love you. Hay quá. Best Batman là đây. Cảm đi. Mày đụng ra ai mày? Cút. Chạy đâu cho thoát. Có nick bị khó bạn ơi. Ông biết giấu đi. Ông biết có giấu hộ tôi cái. Không nha ông. Bấy sau tôi rồi nha. Bấy này ức chế rồi. Cút vô. Hay ấy. Bạn hay lắm. Phải cái rừng kìa, mấy ông nhìn rừng kìa. 1, 2, 4. Bết rừng. Mấy nè. Trời ơi là trời. Mày ngu quá, cái chiêu hất tung của mày đâu. Nó cay. Cay cứu lòng người. Nghĩ sao vậy? Mày ăn không trả tiền. Thằng cờ hó. Ôi. Ôi thôi luôn nè. Mấy tuột view nhanh rồi. Thôn nè. Hôm nay thứ bảy mà cho anh em ít người đó. Những cái ngày bình thường tôi thấy còn nhiều người hơn quá. Những ngày mà tôi chưa kiểu như là sắp còn ít đây. Không á. Anh em ra xe đi. Bọn mày là bọn lầy. Hay chết mày mày đi. Ôi gì? Ôi gì? Cứ đợi tao lấy game đi. Hai. Cho nãy giờ được 3 món. Ok.
trời ơi, mé nó lẹ. Rồi nó nhỏ. Về đi. Kích công là cái đéo gì. Uống hết. Thôi. Về thế. Bạn sao nè? Tại sao bạn? Cái tên mình yêu quen. Cho tao hỏi mày là ai vậy? Mày cứ xưng mày là bạn tao vậy? Học cùng lớp nữa chứ. Cùng lớp cái đéo vậy. Xem quần. Mấy bọn xem quần quá. Thì bọn mày xem quần lắm luôn á. Không có lòng tự trọng hả? Nó biết suy nghĩ hộ cái. Lật ngược. Oh yeah. Cái chân tim bạn bị thu ngược. Mày là thằng nào? Tao đừng có băng trụ, đừng có băng trụ. Thì kê. Cút. Ôi, bye bye. Mình không quen bạn. Con ID kìa. ID kìa. Về. Mất ID rồi. Về. Mất ID rồi. Mất ID rồi. Cháu bò có cứt không? Mày cứ mất ID rồi đéo về. Thằng này nữa mày vô lên bị đéo gì. Mày là thằng nào? Ô éo quen mày. Mày solo làm cái đéo gì? Hổ tao cái. Bớt ngu đi. Con ID này nữa mà FK là trời ơi là trời. Ô cái Scott đi về đừng manh động. Tao đã kêu là đừng manh động rồi. Cút hết. Ai cho cái túi đi xuống ra. Anh ấy đang cưng tìm đó nè. Xe táo.
mày tủi lên. Tủi lên. Ôi anh á, bọn anh tủi con gì, bọn anh cứ nói em. Ê hi hi. Thức tỉnh hộ tao cái kia đâu ơi. Cút. Cút. Gì vậy trời? Cái này mới gọi là cưng tim thật sự nè. Chạy. Chạy. Méo chạy trời. Mẹ. Đầu tiên vậy. Mọi người livestream đăng ký kênh để mình có thể livestream nhiều hơn nha. Livestream đến cái kênh để mình có thêm nhiều động lực làm những video hay hơn nha. Có thể là livestream, có thể là quay tay. Ừ. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Không chuyện gì. Hay. Đó luôn. Eden. Eden mà. Thôi, dây phít nó tới rồi, dây phít nó tới. Dây phít nó tới. Lên. Ad ơi, mày đi đâu vậy? Ad ơi. Hỗ trợ đây, biết hỗ trợ đây. Con chim. Ngon chim. Hai. Win. Oh yeah. Team bạn bị thua ngược. Oh yeah. Kim. Ui. Tôi off livestream nha mọi người. Bye bye mọi người hả? Like like đi, like cho em đi. Like cho em đi. Ừ. Em mới được mấy trăm like, 1-200 like hả trời. Ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi, tí bạn bị thua ngược. Ư, quê cái bạn mặt. Ư, ui trời ơi. Ô dê, ô dê. Đâu giả nha.
trời. Cút. Mời thêm đi. Chết ơi, vô với tôi, chết lên, chết. Trận cuối nha. Mọi người đăng ký giúp mình đi, còn một sub nữa thôi, một sub thôi. Lên 60 sub rồi, một sub nữa thôi. Cho mình lên 60 sub trước khi Tết đi, please. Mọi người. Cho mình lên 60 sub đi. Mọi người ơi. Listen. Cho mình lên 60 sub đi, please. Dưới ít đầu quả là trái kích. Mấy ông người.
ly. Một súp nữa thôi. Nhanh đi. Một súp thôi mà. Làm gì căng vậy? Một súp thôi. Nhanh ép đặt. Rồi mẹ nó bị ung thư điếu xì gà rồi. Cút mất hết mẹ kinh nghiệm rồi. Cài thôi hả? Cài thôi là gì? Con mẹ nó. Hello. Cài cho em thì em nhắn tin ở dưới cái link Facebook của anh nha. Cài cho em thì nếu như mà bạn nào muốn cài á thì mình sẽ lấy giá rẻ, rất là rẻ thôi. Nếu như bạn nào muốn nha. Hello kid nha. Đi con mày. Mấy con này nó ngu quá. Ốc đâu có bò cất không? Mày bắt nó. Cái gì mà mày không ăn được thôi. Cặp đầu chết. Muốn cặp thôi thì nhắn tin. Nếu như rẻ thì mình sẽ lấy rẻ nhất Việt Nam luôn. Ê hi. Mọi người cứ nhắn tin đi, mình sẽ nói trên giá cụ thể. Chắc chắn là rẻ hơn tất cả mọi người đang cài thuê. Mọi người cài thuê chỗ khác thì chỗ mình rất là rẻ. Đồng lên bạc mình sẽ không lấy tiền. Ok. Còn bạc lên vàng thì 10.000. Vàng lên bạch kim thì 20. Còn bạch kim lên kim cương ấy thì 30. Còn cạnh kim cương lên cao thủ thì 50 đến 60 nha. Nít em đó, nhưng mà em muốn cày lên nhanh á thì nít em cần có rừng, AD rừng và con slim. Ok, anh chủ yếu anh cho slim. Giảm em thì em cứ nhắn tin đi rồi anh sẽ nói với em. Hai anh em mình sẽ bàn ở trong YouTube. Em phụ tướng thì
thì anh sẽ lấy giá rẻ hơn, tại vì full tướng thì anh sẽ ưu tiên hơn. Đấy là có nhiều tướng để mình chơi. Địch con mẹ, thằng nào ăn rừng của bố. Nhưng mà em thích thì anh nick em chủ yếu là cần những con là kiểu như là Murat nè, Necrot, Slim, Phoenix. Đấy, những cái con rừng mà hot thôi. Anh hay chơi những con đó. Anh biết chơi những con đó là do anh chơi bởi bên bản thử nghiệm cho nên là... Có, ông ơi. Bạn nhưng mà sao không giảm được. Để đi. Mày nít ông phải có một. Có hết, ok rồi, tốt. Em cứ nhắn tin ở dưới Facebook của anh đi. Rồi anh sẽ thông báo giá cụ thể cho em. Hoặc là tư vấn hay sao đó. Vân vân. Đây thì ôi trời ơi là trời. Bọn ngốc cháu bọt. Mẹ. Bà chưa biết này cơ. Có hết đồ thì em hãy nhắn tin ở dưới Facebook của anh ơi. Ở dưới phần mô tả. Dưới phần mô tả hiểu tiếng Việt không? Em nhắn tin ở dưới phần mô tả có Facebook của anh. Của anh em muốn vô và em kết bạn luôn rồi em nhắn tin ok. Không cần skin. Chỉ biết chỉ cần tướng mà thôi. Ok. Em cứ nhắn tin ở dưới đi. Kết bạn rồi thì em nhắn tin đi. Kết bạn rồi nhắn tin đi. Nhắn tin với anh đi. Sẽ không mất nick nha. Bên mình nếu như mình mất nó thì mình sẽ đưa nick. Rồi mình sẽ kiểu như là đền bù cho mọi. Đền bù cho bạn. Và kết kết. Em thì hiểu tiếng Việt thì anh thông cảm. Ô thi điếu nào trốn nhỉ. Chậm nó, em chậm nó. Nếu có thằng nào nhờ. Em nếu như ai cà thơ cứ nhắn tin ở dưới Facebook của mình nha. Mọi người mình sẽ chấp nhận hết. Sao bạn nít bạn có những tướng kiểu như là rừng tốt để rừng. Ok rồi lấy rồi thấy rồi. Phát đang live stream được cái nhắn tin. Lát thí mẹ luôn. Ủa thì đéo này nó lại đầu hàng. Úi trời ơi. Anh Lê Quang Luật đúng không? Ok ok. Về anh nhận nha. Vật kinh lờ. Mẹ đừng có nhắn tin hộ cái. Nó lét lắm ông ơi. Tao đợi một chút bạn. Đợi mình một chút. Ok. Động từ từ đã. Đợi mình chút thôi. Đợi chút, đợi chút, đợi chút. Ok, anh đã chấp nhận rồi. Và anh sẽ chơi tiếp. Chí đéo rồi. Rồi.
người này hiện không có mặt. Không gửi được. Không gửi được. What? Cái tép gì vậy? Đợi một chút em, đợi, nó bị lỗi. Kế bài mọi người nha. Từ từ, đợi. Đéo nhắn được nhờ. Sorry nha. Anh đang bị lag. Đang bị lỗi em ơi. Nó bị lỗi, địt con mẹ mày. Mi được cầm một Messenger. Từ bạn ơi, hiện tại mình đang bị lỗi, đợi mình chút. Like. Sao Messenger cả lại? Chờ chút nha. Bạn luật chờ mình một chút. Từ từ bạn ơi. Từ từ. Mình bị lỗi cho nên là mình không thể nhắn tin với bạn được. Mà đợi cơ mà. Rồi. Từ từ gửi. Ok, chiều mình livestream tiếp nha mọi người. Nhớ like share và đăng ký kênh cho mình đang để mình thêm có nhiều thêm động lực để làm những video hay hơn. Ok, bye bye.